Ok chào tất cả mọi người đây là đề kiểm tra giữa kỳ hai uh, 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 của trường uh, Nguyễn Đắc Thành ở ngoài uh, sư phạm Hà Nội uhm. đây là đề thứ hai trong cái uh, chuỗi đề uh, ôn giữa kỳ của uh, toán 10 uh, toán 10 nhá rồi Ok thì uh, bạn uh, đề này thì nó sẽ có uh, uh, trắc nghiệm với tự luận uhm. thì mình sẽ có khoảng khoảng uh, 10, 10, 10, 12, 12 câu trắc nghiệm và cỡ khoảng 4 câu tự luận. Ừ, tự luận nó chiếm đến 7 điểm được. À, tự luận nó chiếm đến 7 điểm được. Rồi. rồi. Ok, à, cùng ổn với nhau nhá Đâu, câu 1. Trong mặt phẳng OXY cho điểm A 42 B 1 5, trọng tâm G của tam giác OAB có tọa độ là gì? Y <laughs> gì? À, thế thì điểm O ấy À, điểm O thì uh, chắc cả trăm năm nữa thì nó vẫn có tọa độ là 00. À. Đây, tọa độ O 00. Rồi. Vậy thì trọng uh, tâm DG là easy rồi, phải không? XG. XG nó sẽ là bằng XA cộng XB cộng với XO chia 3. À chia 3. Ok, chia 3. Đấy. Thì à uh, uh, này 4 với 1 là 5. À uh, XO là bằng 0 rồi đúng không? Uh, vậy là 5/3 gì? 5/3. Một đứa rồi, à, còn IG tương tự thôi. Ha, à, IG. IG. nó cũng bằng IA cộng IB cộng IC chia 3. À, đấy, à, IA, 2 này -5, 2 5 là còn -3, đúng không? -3 và -3 3 là, chỉ 3, chỉ 3 là -1. Đấy. Và là điểm G của mình rõ ràng là 5/3, -1. D. Ừ, 1D. Đấy, easy game. <laughs> Rồi câu 2 trong các điểm sau điểm nào nằm trên đường thẳng delta delta nhé ừ, đường delta này để cho uh, theo uh, cái cái uh, kiểu tham số tham số vậy thì đơn giản là mình sẽ thế vô. à, thế từng đường vô. ví dụ mà uh, nó thỏa à, cái điểm đó, nó thỏa cái đường thì nghĩa là nó nằm trên đó à, cái cái điểm nó sẽ thuộc đường đó còn nếu không thỏa không thỏa nghĩa là sao không thỏa nghĩa là ra một điều vô lý Ừ, sao để vô lý thì uh, điểm nó không thuộc đơn giản vậy thôi. Ok. Rồi, bây giờ thử câu A nhé. Câu 332 thì x bằng 3 đúng không? X bằng 3 là đẩy đây này. Rồi x bằng 3 thì rõ ràng là mình sẽ có uh, T là bằng 1 đúng không? T bằng 1. À, rồi, còn nếu mà y bằng 2, y bằng 2 đẩy đây thì rõ ràng T cũng bằng 1 luôn đúng không nhỉ? Trên một luôn vậy thỏa rồi, đúng không? Ra hai con T y chang nhau thì nghĩa là thỏa ha. À. Còn qua chắc chắn thuộc luôn. Ok chưa? Yeah. Rồi. Còn mấy câu kia thì tại sao nó sai này nhá? Thế thử nhá, thế thử biết liền. À. Thế thử câu um, câu B đi ha. À, còn những thứ khác nó y chang nhau vậy. Câu B. Câu B là trừ 7, đó, x bằng trừ 7 nè, đẩy đây. Thì rõ ràng t của mình là bao nhiêu? T mình sẽ ra trừ 4. Đúng không? T mình sẽ ra trừ 4. Còn y bằng 0 thì t của mình nó bằng nhiêu bằng ba đúng không t bằng trừ bốn rồi t bằng ba đó là quá là vô lý rồi không được đúng không hai con t phải giống nhau mới được ok không nha rồi vậy là cô b trái đó đơn giản cô c với cô d cũng vậy thôi à rồi cô ba với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k nhỏ nhỏ hơn bằng n mệnh đề nào dưới đây đúng ok đúng hả? Rồi, đây chỉ là công công thức của cái uh, trịnh học tổ hợp thôi Bây giờ nhắc công thức đấy. À, um, C trước nhỉ? À, giờ dạ, xin lỗi, hoán vị trước hả P, PN. PN công thức là N giải thừa. N gia thừa là uh, được tính bằng cách 1 x 2 x x nhân 2 nhân 3 nhân vân 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 cho đến N. Ok không? À? à, đấy là công thức N giải thừa. Rồi. Thứ hai công thức uh, tổ hợp C CN chập K thì ở trên tử sẽ là N giai thừa ok ở dưới mẫu sẽ là N trừ K tất cả giai thừa và đem nhân thêm K giai thừa nữa Đúng không? nhân thêm K giai thừa nữa đấy ok đó là CN chập K rồi vậy còn trình hợp AN chập K AN chập K là N giai thừa trên tử và chia cho n trừ k giai thừa dưới mẫu. hết. Đúng à. Vậy theo đấy thì mình sẽ có câu D là câu đúng. Ok chưa? Đó. À. à. Thế là mình ôn được cả ba luôn đúng không? Cả ba công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp luôn. Rồi. Câu 4. Kết quả của phép tính 5 giai thừa trừ P4 bằng bao nhiêu à? Thì thì P4 này P4 này chính là bốn dây thừa luôn ha à, Cái này là 5 dây thừa chữ 4 dây thừa thôi Đơn giản Rồi thì bấm máy thôi Đó cái này thì cứ bấm máy thôi Thế nó easy À 5 dây thừa 5 nè Sai thừa Ship Đây Đấy, 5 dây thừa Trừ 4 dây thừa Bập Đấy 96 À 96 Cô à Ok uhm, Easy game Cô 5 Câu 5 tổ 1 của lớp 10A2 Có 12 học sinh trong đó có bạn Hoàng Anh ok Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 bạn của tổ 1 đi trực an toàn giao thông Trong đó phải có bạn Hoàng Anh Rồi ok vậy dễ thôi Vậy bây giờ chọn 4 bạn Thì bây giờ mình đã chọn bạn Hoàng Anh rồi Vậy còn mấy bạn? Còn 3 bạn thôi Đúng không? Vậy thì cái công việc của mình là gì? Trong 11 học sinh còn lại của tổ 1 chọn ra ba bạn ok giờ đó công việc của mình là tự nhiên được bốn bạn rồi đúng không và trong đó cũng có bạn hoàng anh luôn thấy không thế thì khi mà mấy đứa làm ba cái bài chọn chiếc thì mình cứ xác định công việc của mình là gì nhiệm vụ của mình là gì chọn cái gì xếp như thế nào vân 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 là được rồi vậy chọn mình sẽ chọn ba học sinh trong 11 học sinh à, 11 học sinh nhá đấy thì chọn là gì chọn chính là uh, tổ hợp C à, chọn chính là tổ hợp C à, C 11 chập 3 à, thế là xong cắt bỏ máy luôn nhá à, mình sẽ bấm cái số ở dưới trước nhá 11 nè C 3 bập 165 easy ừ, game 165 cắt và đó chính là cụ A à. rồi hãy à, nhắc lại một tí thứ nhất tại sao là tổ hợp C à, tại vì chỉ có chọn thôi không có xếp đặt gì ở đây chỉ có chọn thôi à, tại sao lại chọn ba học sinh tại vì mình đã có à, có bạn Hoàng anh trong đó rồi đúng không vậy thì chọn bốn bạn thì có một Hoàng anh rồi vậy còn ba người thôi đúng không chọn thêm ba người đủ bốn người rồi đúng không rồi tại sao trong 11 học sinh mà không phải trong 12 học sinh tại vì đơn giản thôi là mình đã chọn hoàng anh rồi cho nên là trong 12 học sinh đó loại Hoàng Anh ra tại vì đã chọn rồi, chỉ còn 11 học sinh thôi. Ok, cho nên mới chọn 3 học sinh trong 11 học sinh như thế. Được không nha? Nó easy lắm. Ừ. Rồi, 6. Trong mặt phẳng OXY cho vector A bằng trừ 1 3, vector B là 5 7 thì tọa độ vector 3 3 lần vector A trừ 2 lần vector B là cái gì? Ok, dễ thôi. À, đây nhá. 3 lần vector A trừ 2 là vector b thì dễ lắm rồi mình sẽ lấy số 3 mình nhân với hoàn độ của vector a trừ do trừ 2 nhân với hoàn độ vector b được, được. không nhỉ à làm nhé 3 nè đây 3 nhân với hoàn độ a trừ 1 trừ do 2 nhân với hoàn độ b 5 nè đấy và là trừ trừ 3 trừ 10 và trừ 13 một đứa ok không đó là hoàn độ đúng không rồi à, tất tất nhiên tới đây tới đây là mình có thể ngay lập tức mình đập đầu và chọn câu c liền lập tức đúng không tại vì trong bốn câu a b c d chỉ có mỗi câu c là có trừ 13 thôi đúng không rõ ràng chắc chắn là câu c luôn à, chắc chắn là câu c luôn vậy tung độ sẽ ra 23 thử nhá lấy à, lấy số 3 lấy 3 nhân với tung độ của vector a ok rồi trừ hai nhân với tung độ vector b ok ha à. thì nó sẽ ra 3 nhân tung độ là 3 nhân 3 nè rồi 2 nhân 7 à. thì đây 9 này 9 9 với 14 là 23 với nhiều nữa đúng không 23 phải chắc chắn của xe được không vậy à rồi bấm máy nè chị mới đưa các bấm máy nha rồi đó mình sẽ có cái 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 công thức để nhập vào máy là 2, anh à, no, sau sorry, 3 chứ nhỉ? 3 3a 2b. À đúng không? 3a 2b là đó là đúng không? Rồi, nhập cái này vào máy. 3a 3a trừ 2b. Ok, sau bấm nút can. À nút can CLC. Rồi, đầu tiên là mình sẽ tìm hoành độ trước ha máy nó hỏi a bằng nhiều Ngh nghĩa là nó đang hỏi hoàn độ điểm a là bằng nhiều nhập vô trừ một nè đúng không hoàn độ của vector a chứ à, hoàn độ vector a nha trừ một nè rồi tiếp tục máy lại hỏi b là nhiều nghĩa là nó đang hỏi hoàn độ của vector b là nhiều là số 5 đúng không nhập vô 5 bằng à, bằng lần nữa bụp trừ mười ba chính xác chưa à, ok giờ trừ ba nha có lần chưa lần chưa tiếp tục nè lại can tiếp can bây giờ đi tìm tung độ thì máy nó hỏi cái gì, tung độ đó nào nhập vô thôi Đầu tiên máy nó hỏi tung độ của điểm A xin lỗi vector A, vector A tung độ gần 3 nhập vô 3, bập Rồi, tung độ của vector B là 7 đây, 7 này nhập vô, 7, bập bụp lần nữa đấy, 23 chính xác luôn nãy trừ 13, 23 quá ngon à, Đó, đó cách bấm máy <laughs> Ok chưa? À, thế thôi, đi xì Rồi Câu 7 trong mặt phẳng OXY cho tam giác ABC có điểm A tọa độ 4.2, đường cao BHCK. Lần lượt có phương trình là 2X cộng Y 4 bằng 0, CK là X Y 3 bằng 0. Phương trình đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC là gì? Ok, Đó, không khó, thật ra khá là dễ. Rồi, ok, vẽ vẽ sơ sơ cái hình này nhé. Đấy, ok à, Muốn tìm phương trình đường cao kẻ từ A Là AD đi ha AD à, Thì à, Bây giờ mình có trực tâm là trực tâm Y đi ha ba à, đường cao cắt nhau tại Y Ok Rồi à, Thì à, muốn tìm phương trình kẻ từ A Là đường AD đúng không Thì mình có điểm đi qua sẵn rồi Đúng không à, Nhớ đấy à, Đi viết phương trình đường thẳng ấy À, viết phương trình đường thẳng đấy để à, ôn lại ngay luôn viết phương trình đường thẳng thì mình cần có hai thứ à. hai thứ thứ nhất là điểm đi qua điểm đi qua m chẳng hạn đấy không hay không đấy cái thứ, thứ hai là gì ráng làm sao tìm được vector pháp tuyến là hoặc là vector trị phương một trong hai nó là sẽ tìm được phương trình đường thẳng thôi đơn giản à. sẽ có những bài mình chỉ có một cái à ok ví dụ như sẽ có những bài mình chỉ có một điểm đi qua thôi à, thì mình lại có một phương pháp khác sẽ có những bài mình chỉ tìm được vector phát tuyến hoặc là vector trị phương thôi thì mình sẽ có một phương pháp khác à, cái bài toán mà lý tưởng nhất là tìm được cả hai thứ luôn sau bắt đầu rap bù bù công thức thôi rồi ok rồi bây giờ ráng nha à thứ đó chẳng cần ráng đâu <laughs> mình chắc chắn sẽ tìm được Rồi coi rồi có điểm đi qua điểm a rồi nhá tìm được điểm y điểm y là trực tâm của tam giác A, ABC Ok em nhỉ? Thế thì khi nè khi mà à, y, y mà là trực tâm của tam giác ABC ấy, thì chắc chắn luôn là điểm y này nó phải thuộc trên cái đường cao AD đúng không chắc chắn luôn à vậy tự nhiên tự nhiên nếu như tìm được điểm y thì vector AI chính là vector chỉ phương của đường AD Ok không? Vector chỉ phương là vector gì? Vector chỉ phương là vector nằm lên trên đường đó luôn. Hoặc là song song với đường đó. Ok em nhỉ? Thì rõ ràng AI nó nằm trên đường AD mà cho nên AI là vector chỉ phương ha. Bây giờ tìm điểm y Điểm y tìm rất dễ, không cần phải ráng luôn ha. Điểm y này chính là giao điểm của hai đường cao BH và CK. Đấy, ok không? À mà giao điểm của hai đường thì 90% là cứ lập hệ ra à, cứ lập hệ phương trình ra sẽ tìm được giao điểm liền luôn lập hệ phương trình đấy bh đẩy vô 2x cộng y trừ 4 bằng 0 ck đầu đẩy vô x trừ y trừ 3 bằng 0 đấy đấy là cách đi tìm uh, giao điểm của hai đường à, đường gì cũng vậy hết á đường thẳng đường tròn đường chiếc elip elip gì á cứ lập hệ phương trình ra xong rồi bấm máy hoặc là đi giải phương trình đó. À, đi giải ra y à, là được à, trong trường hợp này bấm máy là ngon là hay nè một nè 4A nhớ chuyển hệ số tự do qua bên phải nha trừ 4 chuyển sang bên phải được 4 nè 3 chuyển sang bên phải được 3 ok ừ, 1 trừ 1 13 bập, bập 7/3 với 2/3 Vậy mình có điểm y à, x bằng 7 phần 3 à, y bằng trừ 2 phần 3 Vậy là mình phán được tọa độ điểm y là 7 phần 3 trừ 2 phần 3 Qua đó này đúng nhỉ? Và như ngay từ ban đầu đã nói con AI chính là chỉ phương của đường AD à, đi viết thôi nhá đi viết phương trình đường AD đường AD này chính là đường cao kẻ từ A đấy à, à, đi qua đi qua điểm A đúng không đi qua điểm A4 trừ 2 và nhận vector AI là vector trị phương ok U bằng vector A Đấy, vector A là gì? Lấy Y trừ A Lấy Y trừ A Vậy là 7 phần 3 7 phần 3 trừ cho bao nhiêu đó nhỉ? À, trừ 4 Trừ 5 phần 3 À, tiếp tục Lấy chữ A. Bọc 4 phần 3. Trừ 5 phần 3. Với 4 phần 3. Đấy. Ok chưa? Yeah. Rồi. Thế mình có chỉ phương rồi. Nhưng mà cái đáp án của mình lại là toàn là tổng quát rồi mà. Đúng không? Cho nên cần phải chuyển. Chuyển ở vector. Phát tuyến. N. Bằng. À, muốn chuyển từ chỉ phương sang pháp tuyến thì mình sẽ làm cái trò đổi chỗ. Đổi chỗ và đổi một dấu. Ok, à, Rồi, đổi chỗ là sao đây? -5/3 à, -5/3 với 4/3 đổi chỗ. Thì nó ra là 4/3. Với lại -5/3, đúng không? Và đổi một dấu. Đổi một dấu hay Một dấu thôi. Vậy -5/3 đổi dấu thành 5/3 là đủ. Đấy đổi chỗ đổi một dấu. À, thế có phát tuyến rồi, đâm đầu đi viết phương trình tổng à, quát đúng không? Phương trình tổng quát của mình nó sẽ có cái um, cái công thức là à, a x trừ x0 cộng b y trừ y0 bằng không. Ok, trong đó a, b này là cái gì? AB là tọa độ vectơ phát tuyến. Ok, x0, y0. Cái 0 0 chính là toa độ của điểm đi qua. À, thế mình có hết rồi đúng không? Đây, với phát tuyến. Đây. Điểm đi qua. Đây. À, thẻ vô. Thẻ đã đời vô. Xong. Mình sẽ có. À, sao vậy? 4 phần 3. X. Trừ 4. Cộng 5 phần 3. Ừ, y. Cộng 2. À, trừ nha. Trừ, trừ cho thằng này là độ dấu nha. Bằng 0. Rồi nhanh bố xô vô em bút số vô là xong suy à, 4 phần 3 x trừ cho 16 phần 3 cộng 5 phần 3 y cộng 10 phần 3 bằng 0 đi kết luận con <laughs> AD AD sẽ là 4x à, mình 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 triệt 3 luôn à, có nghĩa là mình nhân 3 cho cái với á 4 x cộng 5 y nhiều nữa trừ 6 nha trừ 6 bằng 0 đấy ok rõ là cô B rồi cô nát chưa ừ, cô B nha ok chưa rồi nhưng mà à, nếu mà mình làm quen rồi á thì mình cái cái khúc này nè cái khúc này đây mình vứt hết à không đừng làm vậy à, chỉ có những uh, những bạn mà kiểu uh, chậm chậm hoặc là mới học uh, hoặc là uh, chưa làm quen á thì cũng làm vậy à, uh, còn mình làm trách nghiệm á uh, mình làm vậy mất thời gian lắm uh, đây là thế này nhá <laughs> là thế này cho lẹ bây giờ vector pháp tuyến là 4 phần 3 với lại 5 phần 3 đúng chưa? rồi thì hai đứa này chính là hệ số của x và y không 4 phần 3x cộng 5 phần 3y. Ok. À, viết lên luôn. AD sẽ là 4 phần 3x cộng 5 phần 3y. Ok không? Đấy. Rồi. <laughs> đi lấy cái điểm đi qua. 4 2 quăng lên này. Đấy. 4 này. 2 này Xong rồi đem nhân vô hướng. Nhân vô hướng là sao? Lấy hoàn nhân hoàn cộng tôn nhân tôn. À, bấm máy luôn. Đây. 4 phần 3 nè. Hoàn nè. Đúng không? Nhân với hoàn. Nhân với hoàn 4 nè. Đó. Cộng tung nhân tung. Nghĩa là cộng 5 phần 3. Nhân với tung. Là nhân chữ 2. Đúng chưa? Bằng bụp 2. không? Bằng 2. Đổi dấu số 2 này. Nhớ nha. Nhớ đổi dấu số 2 này nha. Ok chưa? Là chữ 2. Ráp vào. Đấy. Bằng 0. Đúng không? Tất nhiên mình nhân 3 luôn. 4x cộng 5y trừ 6 bằng 0. Đó, à, vẫn là câu B. Làm như vậy mới làm lẹ được. À, quên công thức luôn. Quên công thức đi. À, <laughs> nhắc lại nè. Pháp tuyến 4 phần 3, 5 phần 3. Đấy là hệ số của x và y. Ok. Tất nhiên là 4 phần 3 là hoạt độ thì phải đi chung x. Đúng không? Còn 5 phần 3 là tung độ phải đi chung y. Rồi. Quăng cái con điểm đi qua là 4 2 lên. Nhân vô hướng với pháp tuyến đúng kiểu nhân vô hướng luôn không hoàn nhân hoàn cộng tung nhân tung đổi dấu cái kết quả cái phép tính đó, đó. xong mình ráp vào đằng sau con 4 x cộng 5 phần ba y là ra được đường ad luôn đấy đây là cách làm nhanh đó à, làm nhanh như vậy nó mới ngon lành rồi tiếp nha tám bạn an vào một cửa hàng tạp hóa để mua một chiếc bút bi hiện tình một chiếc bút bi mới chịu cô chủ cửa hàng cho biết cửa hàng chỉ còn 6 chiếc bút bi mực đỏ 7 chiếc bút bi mực xanh và ba chiếc bút bi mực đen hỏi bạn an có bao nhiêu cách chọn để mua một chiếc bút easy game đúng không easy game <laughs> nghĩa là bạn an chọn một cái bút nhưng mà nếu mà nói về nói nói mua một chiếc bút nghĩa là an không quan tâm là đỏ hay xanh hay đen đúng không màu nào cũng được đó màu nào cũng được đó. cho nên là cái việc mà chia ra đỏ xanh đen là không cần thiết à, tóm lại trong cửa hàng có tất cả 6 7 3 16 chiếc bút bi Rồi đúng không à, vậy là an sẽ chọn một chiếc bút trong 16 chiếc đúng không nha? nghĩa là C16.1 Ok C16.1 chính là bằng 16 à, 16 cách B đơn giản vậy thôi à. đấy. <laughs> Rồi. có một cái 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 mẹo cái công thức mà nó cần nhớ là nó lẹ C N.1 là bằng N <laughs> Ok không? À, ấy còn CN chập 0 là bằng 1. Đấy, tất nhiên cái này nó cũng bằng CN chập n luôn. Đó, công thức dễ cho nó làm cho lẹ, đơn giản mình thôi. Ok. Ừ. Rồi, tạm 9. <laughs> Trong mặt phẳng Oxy, lại cho hai điểm AB đường delta x y cộng 2 0. C là điểm nằm trên delta sao cho tam giác ABC vuông tại A tọa độ điểm C là nhiều. OK Rồi. bài này thế này nhá bài này hay bài này cần phải nhớ cái kiến thức này à, cần phải nhớ cái dạng này C nằm trên delta OK à, nhớ cái dạng này bất kỳ khi nào thấy một điểm để cho một điểm nằm trên một đường mà cái điểm nó chưa biết nha cái đường nó tất nhiên biết rồi ok một điểm thuộc một đường à, đường đó là x trừ y cộng hai bằng không thì lúc nào cũng vậy hết mình cần phải đi tính tọa độ của cái điểm đó bằng cái đường đó ok không nói vậy hơi khó hiểu à, nó làm thế này mới được làm thế này đây ví dụ điểm c này là xc C đi à, Điểm C này là XC, C chả XC dở quá. Thôi, điểm C này cho là à hoành độ là C à, và tung độ là IC. Mình sẽ tính tung độ IC theo con C nhỏ. Ok không? cách làm như thế nào? Thế vô. Thế tọa độ điểm C vào đường delta. Vậy là mình sẽ có um, C đúng không? C nhỏ, C nhỏ, C nhỏ là XC đó, à, là hoành độ đó trừ cho IC cộng 2 bằng 0. À, thế là tự nhiên là IC chuyển IC qua đây. Vậy là tự nhiên mình sẽ có IC bằng C cộng 2. Hợp lý chưa? Ok chưa? À, có IC bằng, bằng C cộng 2 rồi quăng cái cục này lên trên đây. Đấy, vậy là tự nhiên mình có tọa độ C là C nhỏ với lại C cộng 2. Ok không? À, à Tại sao mình lại luôn luôn làm như thế? Tại vì đơn giản thôi. Đề cần tìm tọa độ của điểm C mà tọa độ điểm C là có hai ẩn được hoàn độ, tung độ, đúng không? Và khi mà mình làm cái việc này là thế điểm C vô à thì mình chỉ còn duy nhất một ẩn thôi, đó là con C nhỏ. Bây giờ ví dụ mà ra C nhỏ là bằng 1 đi thì có phải là tọa độ của C là 1 3 không? Đúng không? Đúng không? Đó mình thế tọa độ thôi đấy. À đó cái việc nó làm nó rút ngắn cái ảnh lại ha, cái ảnh hồi trước là còn có hai ảnh lận bây giờ còn một ảnh thôi Đấy, ngon lành ok rồi xong xong cái việc c nằm trên delta đúng lúc nào cũng vậy mới đúng à, nhớ nhớ cái này là cái phản xạ của mình luôn lúc nào một điểm nằm trên một đường luôn luôn mình sẽ làm như thế à, nếu như không muốn nói luôn luôn à. À, mà thực sự là nó như vậy 10 bài hết chín bài rưỡi như vậy rồi ok rồi bây giờ xử lý cái trò tam giác ABC vuông tại A. À thì dễ thôi có gì đâu. Tam giác ABC vuông tại A. Nếu mà vuông tại A á thì chắc chắn luôn con AB nó phải vuông góc với con AC. Đúng không? Cụ thể là à, xa hơn tí nữa, vector AB sẽ vuông góc với vector AC. Đúng chưa? À mà hai vector vuông góc với nhau thì sao? Thì nhân vô hướng với nhau bằng 0. À vector AB nhành vô hướng với vectơ AC sẽ bằng 0. Đó, à, với mình có A rồi này đó. Mình có B rồi nè. Có C rồi nè. À thấy không? Chắc chắn sẽ tìm được vectơ AB. Tọa độ. Lấy B trừ A. B trừ A là ra bao nhiêu? À 5, 5 với 2 là 3 nè, 3. 1 trừ cho 2 là còn -1. Đúng à, không? -1. Đấy. Rồi, như như bình thường nó AC à cũng vậy AC lấy C trừ A ok không C trừ A à, C đây C nhỏ trừ cho 2 thì được C trừ 2 tương tự như vậy C cộng 2 trừ 2 à, 2 trừ 2 mất 4 rồi còn C rồi Đấy, ok à rồi bây giờ nhân vô hướng nhân vô hướng hoàn nhân hoàn cộng tung nhân tung bằng 0, ok hoàn hoàn nè Hoàn đây 3 nhân hoàn là C chữ 2 3NC chữ 2 Cộng tung tung đây chữ 1 Nhân với tung đây Trừ C rồi đúng không? Trừ C bằng 0 Từ đó phán 3C 3C chữ C là còn 2C 2C chữ 6 bằng 0 Nghĩa là C bằng 3 Đấy à, như thầy đã nói rồi C ra C rồi nghĩa là ra điểm C liền luôn Quăng cái con 3 lên trên đây à, Vậy tự nhiên mình sẽ có điểm C chính là 3, năm 3, năm nghĩa là cô xe Ui, lắm xe thật <laughs> Ok chưa ừ, 3, 5 Đấy, cái bài như thế à, Cái bài học lớn nhất Thực ra bài này có hai bài học à, Mà bài học lớn nhất là gì Là cái cục màu đỏ đó à, Cái cục màu khoan khoan đỏ đỏ đó Khi mà cho một điểm Nằm trên một đường Thì mình luôn luôn Đi thế tọa độ của điểm đó Vào cái đường và đi tính thằng này theo thằng kia à, ok à, tính thằng này theo thằng kia và đơn giản là để lút ngắn lại cái ảnh của mình thôi à, đấy làm cái trò đó rồi yeah. cái bài học thứ hai là gì à, hai đứa vuông góc với nhau thì tích vô hướng sẽ bằng không ok à, thế thôi mời con người nào Nam muốn qua nhà Lan để rủ Lan tới trường. Biết rằng từ nhà Nam tới nhà Lan có bốn con đường. Ok, mình mình tóm tắt cái bài đề một tí nha. Từ nhà Nam tới nhà Lan có bốn con đường. Một nè, hai, ba, bốn. Ok không? Từ nhà Lan đến trường. À, từ nhà Lan đến trường. Trường có 7 con đường 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lắm thế 7 Ok Hỏi Nam có bao nhiêu cách chọn đường Đi từ nhà đến trường qua nhà Lan Lắm chuyện vậy Nghĩa là sao? Nghĩa là à, Nam Công việc của mình là gì? Công việc của mình là Nam nó qua nhà Lan Xong mà từ nhà Lan đến trường Ok không? Chứ không phải là, là Nam nó đi đường chim bay đến trường Không, không hề Nam nó là ghé nhà Lan phát Ok, làm xong rồi hai đứa cùng đến trường, đúng không nhỉ? À, vậy đơn giản thôi. Công việc của mình có hai giai đoạn hoặc là hai bước. À, đúng không? Bước thứ nhất. Bước thứ nhất là sao? Là đi từ nhà của Nam qua nhà Lan, đúng không? Từ uh, Nam qua nhà Lan. Thì rõ ràng là có bốn con đường. Cho nên là Nam nó muốn đi thì sao đi, đúng không? Bốn cặp chọn, Đấy nào nó thích thì đi con đường thứ nhất, không thích buồn buồn thì đi con đường thứ hai, à, bữa đó vui vui thì lại đi con đường thứ ba, nhưng mà bữa đó trời mưa đi, à thì đi con đường thứ tư, à, ai ai cấm nó đúng không? À, bốn cách chọn rõ ràng. Bước thứ hai. Bước thứ hai, hai đứa từ nhà Lam đến trường. À, thì cũng tương tự như vậy thôi, bảy cách. Đúng chưa? Bảy cách. Thì có bảy con đường thì muốn đi con đường nào chẳng được. Đúng không? Con đường có cấm con đường nào đâu, đúng không? Rõ ràng bảy cách. À, và đây là mình sẽ áp dụng quy tắc nhanh. Học lý chưa? Quy tắc nhanh. 4 nhân 7 bằng 28 cấp Vậy là câu đề Ok, không? Uh, easy. Easy game. Ừ. Rồi, cần uh, nhắc lại cái vụ mà quy tắc nhanh với quy tắc cộng. À uh, thầy uh, thầy thấy là để mà phân biệt là lúc nào dùng nhanh, lúc nào dùng cộng á thì uh, thầy thấy là có hai hai thứ cần nhớ để mà phân biệt hai quy tắc đó thứ nhất khi mà chia trường hợp à, chia trường hợp thì xiềng luôn quy tắc cộng một trăm phần trăm luôn mà ví dụ trường hợp thứ nhất có 5 cách trường hợp thứ hai có 7 cách trường hợp thứ ba có 10 cách thì tổng cộng lại sẽ là 5 cộng 7 cộng 10 Đấy, quy tắc cộng ok rồi cái thứ hai cần nhớ cái thứ hai cần nhớ là gì cái thứ hai cần nhớ để nhớ cái quy tắc nhanh là gì nếu như mà cái bài toán của mình cái công việc của mình nó chia ra nhiều bước chia ra nhiều bước à, chia nhiều bước hay là à, chia ra thành nhiều giai đoạn Đó, giai đoạn thứ nhất làm này giai đoạn thứ hai là làm kia ví dụ vậy đấy mà 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 không được bỏ đi bất kỳ một bước nào hết à, không bỏ đi không bỏ đi bất kỳ một nước một bước nào hết à, một bước nào hết à ấy thì xiền luôn quy tắc nhanh ấy ok không? quy tắc nhanh không được bỏ đi bất kỳ một bước nào hết nghĩa là sao nghĩa là ví dụ bài này luôn bài này có hai bước đúng không này công việc của mình là gì công việc của ông thực ra công việc của nam á công việc của nam là gì là nó phải đến trường ok không ha? từ nhà nó nó đi đến trường được không nha à, công việc của nó là như vậy rồi nó có hai bước thứ nhất là nó qua nhà lan ok không rồi bước thứ hai chính là hai đứa từ nhà lan đến trường à, mình không thể nào bỏ được bước bất kỳ một bước nào hết ví dụ nè mình bỏ bước thứ nhất đi đi bỏ bước thứ nhất đi thì làm sao mà nam nó bước khỏi nhà nó qua nhà lan được đúng không? À, nó còn không bước khỏi quan ra ra khỏi nhà nó thì làm sao mà đến trường được đúng không? cho nên không tài nào bỏ được bước thứ nhất được. đúng giờ rất rõ ràng rồi. bây giờ ví dụ bỏ bước thứ hai thì làm sao bạn nam đến trường được? À, chẳng lẽ hai đứa ở, ở nhà với nhau luôn đúng không? không thể không thể không được không được. thằng nam với con Lan nó phải đến trường ấy là nó mới hoàn tất được công việc của nó. ok nhỉ cho nên cũng đâu bỏ được bước thứ hai đâu rõ ràng không thể nào bỏ đi bất kỳ bước nào Nhân nhanh xiền luôn đấy đó là cách phân biệt giữa quy tắc cộng và quy tắc nhân ok rồi câu 11 một nhá câu 11 một giá trị của tổng s bằng c 60 cộng c 61 cộng uh, vân vân cộng đến c 66 ok thì bài này mình có thể uh, là tôi luận cũng được đi bấm máy cũng được vô tư vô tư vô tư này nhá đó là tự luận mình sẽ làm như thế này thực ra bấm máy thì dễ rồi đúng không thì mình cứ bấm c 60 c 61 c 62 vân vân đến c 6 cộng lại thôi đúng không à, còn làm từ luận ấy thì mình sẽ đi chọn khai triển nhé à, đi chọn khai triển rồi <laughs> đi chọn khai triển mình bốc đại một cái một cái số hạng ra để ví dụ con này đi c 61 một nhé à bốc lại nhét làm nha bốc lại nhét mà làm c 61 c 61 này nghĩa là à, à, rõ ràng là mình sẽ có cái con n của mình à, tại vì khai triển của mình là gì khai triển newton đó mới đó khai triển newton của mình là a cộng b tất cả mũ n đúng không Đấy. thì mình cần phải biết n bằng mấy đúng không a bằng mấy b bằng mấy à. thì rõ ràng là con n của mình là bằng sáu đúng không sáu nè sáu sáu này Đồng không? À, phán N bằng 6 Chắc luôn à. Cái thứ hai A với B đều bằng 1 hết Đúng chưa? A bằng 1 và B cũng bằng 1 luôn Tại vì sao vậy? Tại vì theo cái số hạng tổng quát của mình á, ừ, số hạng tổng quát của mình là CN chập K nhân A mũ N trừ K và nhân cho B mũ K, đúng không? À. Nhưng mà cái số hạng ở đây chỉ có C6 chập 1 thôi. Nó chẳng còn một số nào nữa nhanh thêm nữa Thì chắc chắn là 1 rồi đúng không 1 mũ mấy cũng chẳng Cũng 1 hết mà Đúng không nha À Đấy Thì đại loại là cái chỗ này Nếu như mà làm đầy đủ á À chỗ này là Mình hiểu đầy đủ á là C61 Nhân với 1 Mũ À Mũ mũ, mũ 5 Mũ mũ 5 Nhân với 1 mũ 1 Ok không Đó là hiểu cách đầy đủ luôn á à, Thì đó là A A1B1 luôn À Vậy tự nhiên từ cái cục màu đỏ này là mình sẽ có cái khai triển là 1 cộng 1 tất cả mũ 6. Đồng ý không? Ok chưa? À, à, mình tìm N bằng nhiêu, A bằng nhiêu, B bằng nhiêu, xong bắt đầu chọn ra cái khai triển đó. Rồi, khai triển thằng này ra. À, nếu như khai triển thằng này ra theo nghĩa thức Newton thì mình sẽ có C. 6, 0, 1, mũ 6, nhân 1, mũ 0. Đúng không? Cộng C, 6, 1, 1, mũ à, 5 nhân 1 mũ 1 à, C cộng C 6 2 1 mũ 4 nhân 1 mũ 2 cộng bla bla bla, bla cho đến cuối cùng C 6 à, 6 1 mũ 0 nhân 1 mũ 6 Được không? ok yeah. à, thì mấy cái số 1 đó thì vứt bố đi đại chi đúng không? Rồi, bên trái này Cái chỗ này rõ ràng là nó bằng 2 mũ 6. Đồng ý không? Bên phải mới số 1 vít C60, C61, C62, bla 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 cho đến C66. Đồng ý chưa? Và cái cục này nè, nó y chang con S trên này. Chẳng khác gì hết. không? À, vậy rõ ràng mình có thể quyền phán S bằng 2 mũ 6. Ok, 2 mũ 6 là bằng à? 64 à, năm là 32 64 26 là 64 Nghĩa là của B 11 B Ok chưa à, Đó là tự luận à, Làm tự luận là làm như vậy Đi chọn khai triển Trước khi chọn khai triển đó là mình đã ra ngoài nháp Mình chích một cái con số hạng ra Mình coi thử coi là A bằng nhiêu B bằng nhiêu nào bằng nhiêu rồi Ok à. Rồi bây giờ đi bấm máy À, nếu bấm theo kiểu bình thường nghĩa là sao? 6 C 0 6 C6 Bấm, đấy, 64 Đúng này. Đúng không? Đó, đó là bấm theo kiểu bình thường ừ, ừ. Bình thường Nhưng mà mình còn một cách bấm máy theo kiểu thú vị ha, <laughs> Bấm thế nào? Bấm thế này Tại vì chỗ này toàn là đây là tính tổng đúng không? Trong uh, máy tính nó có một cái công cụ để tính tổng, đó chính là sigma. Ừ, sigma. Đấy, sigma nhá. Sigma là cái uh, nếu mà mấy đứa dùng máy 580 á thì là ship uh, cái, cái, cái nút cái nút ở ngay dưới phím menu á. Đấy, à, 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 xin lỗi xin lỗi, thầy bậy rồi. À phím x chứ nhỉ? Phím x chứ nhỉ? Ừ, ship x. Đấy, sigma. OK rồi. Bây giờ như vậy đẩy vô mình sẽ cũng vậy thôi, mình trích ra một cái số hạng bất kỳ nào đó để mình coi. À ví dụ như c 61 đi, c sáu một. À, bây giờ mình so sánh cái số hạng đó với mấy thằng kia, đúng không? Cái phần nào giữ nguyên là phần cứng giữ nguyên lại, còn phần nào mà bị thay đổi là mình sẽ cho nó là x. OK không nhỉ? à, thì rõ ràng những cái số hạng này à, C60 C61 vân vân cho đến C66 thì cái con 6 ở dưới đây là giữ nguyên đúng không à, cho nên thằng đó giữ nguyên lại 6 C Ok cái con chập này nè là cái con thay đổi à rõ ràng chưa đúng không à, và nó thay đổi từ đâu đến đâu từ 0 đến 6. Nó chạy từ 0 lên 1 lên 2 vân 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 đến số 6 đúng không? Thì con đó là con thay đổi, mình sẽ cho nó là x. x 6cx đúng không? Thì, thì 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 c6 chập x thì mình bấm vào máy là 6cx chứ gì nữa. Rồi. À bấm nha. 6 6 cx. Ok, rồi. Vậy cái con x của mình á con x của mình á cái vị trí cái vị trí ở dưới này là gì là cái con lúc đầu con khởi đầu mà con cái con đầu tiên của của cái dãy nó chạy ok còn cái vị trí ở trên này là cái gì là cái con cuối cùng vậy rõ ràng như hồi nãy mình nói x chạy từ 0 đến 6 đúng không thì cái chập nó chạy từ 0 đến 6 mà cho nên nhập vào đây 0 rồi lên wow. à 6 6 à xong rồi búp 6 14 thấy không x bằng 0 nè 6 nè cái này là 64 ok không Đấy, cái sigma này nghĩa sao nghĩa là đơn giản thôi. X bằng 0 ha, à, nó chạy x của mình đó. À, xong rồi nó cộng hết tất cả các số hạng lại. Khi x bằng 0 nè, khi bằng 0, à, x bằng 0 thì chỗ này nó sẽ ra là 6C0 đúng không? Rồi khi x bằng 1 chạy chạy 1 lên à, thì chỗ này, vẫn chỗ này thôi nó ra 6C1. Tương tự như vậy nó ra 6C2, bla 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 cho đến 6C6 đúng không? 6C6 và tất cả nó các số hạng cộng hết toàn bộ lại. Đấy, cái đó này cắt nó, 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 nó chạy của sigma ok à, à. ok yeah. Rồi. à, thế thì tại sao mình lại biết uh, mình cần phải biết cái cách tự luận với lại cái cách uh, sigma này tại vì như hồi nãy thầy nói là mình có thể đi bấm máy như vậy đúng không sáu sẽ không la nhưng mà lỡ đề nó uh, nó chơi ác nó quốc từ c một uh, nghìn đúng không? C 1000 chập 0 cho đến C 1000 chập 1000 sao? Có đúng không? Ai biết được. À, vẫn rất có thể như vậy mà, đúng không? Bình thường nó chuyện đó bình thường, đúng không? Chẳng lẽ bây giờ mình bấm cả ngàn cái? À, không bấm. À, ngồi không bấm như vậy, đúng không? Đấy, cho nên mình sẽ bấm cái kiểu sigma thế này. Ok. À, đấy, Như vậy. Ok chưa? Yeah. Nhưng mà à, bấm như vậy thì cũng được, nhưng mà cái máy nó cũng có cái giới hạn của nó đúng không? có khi mình bấm đến C một C chín trăm là nó đã hết cái bộ nhớ của máy rồi, hết cái năng suất làm việc của máy rồi, cũng không được. cho nên vẫn phải đi chọn khai triển, vẫn phải đi làm tự luận thiết bị này thôi. OK không nhá? đấy. À, cho nên hiểu một tí, làm tự luận, à, cái đề nó có xoay cỡ nào cũng chơi được tắt, à, bao nhiêu cũng chơi được tắt. OK. À, riêng câu này là có đến ba cách làm nha hai à, cách bấm máy, với lại một cách làm tự luận. OK. À. 12. 12 phương trình đường thẳng đi qua hai điểm a trừ hai b trừ sáu một là gì easy game nhớ lại một tí nhá phương trình đường thẳng là mình cần bao nhiêu thứ cần hai thứ thứ nhất điểm đi qua a à, và thứ hai là gì vector phát tuyến hoặc vector chỉ phương ok rồi bây giờ đi qua hai điểm ab đây cái đường AB, này, cái đường thẳng đi qua hai điểm AB này. ui rồi thì rõ ràng là điểm đi qua chính là một trong hai điểm A và B, đúng không? Điểm nào cũng được hết. Ví dụ như mình lấy điểm A, điểm đi qua là điểm A, trừ 2, 4 ok chưa? rồi vector phát tuyến hoặc vector chỉ phương, à, tìm thế nào? muốn tìm vector phát tuyến thì nhìn lên trên cái hình, đó. cái vector nào nó vuông góc với đường thẳng thì đó là vector phát tuyến, ok chưa? À, tất nhiên hình này thì không thể nào mà tìm lò có mắt cũng không ra được vector phát tuyến luôn á đúng không làm quá gì mà có cái vector nào vuông góc cái đường thẳng AB đâu nha yeah. còn vậy thì xoay qua chỉ phương đúng không không tìm được phát tuyến xoay qua chỉ phương không tìm được chỉ phương xoay phát tuyến sợ gì chỉ phương vector chỉ phương là cái vector nằm ở trên đường đó hoặc là song song với đường đó ok không à? à thì ừ, thì nhắm mắt còn thấy được là vector AB nữa đúng không đấy chính là vector AB vector AB nó nằm lên trên đường AB luôn mà. Cho nên đó là vector trị phương, ok? Vector trị phương. À U ha, U bằng vector AB. Đấy, thế thôi đơn giản. À, vector AB là gì? Lấy sau trừ trước, lấy B trừ A. B trừ A mình sẽ ra trừ 4 nè. Đúng không nhỉ? Trừ 4. Rồi mấy nữa? Trừ 3. À trừ 3. Đấy, đấy là vector chỉ phương. Được nha Rồi. À, bây giờ cái 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 đáp án nó lại là phương trình tổng quát mới đó ừ. cho nên là mình cần chuyển cái trị phương về pháp tuyến ok vector pháp tuyến n là bằng đổi chỗ đổi một dấu à, chuyển từ pháp tuyến qua trị phương đổi chỗ đổi một dấu chuyển từ trị phương qua pháp tuyến cũng đổi chỗ và đổi một dấu ok đổi chỗ là trừ ba trừ bốn đúng không và đổi một dấu ví dụ như đổi dấu đằng sau đi là 4 hãy đổi chỗ đổi một dấu ok từ đó đi phán phương trên đường thẳng AB thôi đúng không AB là cái con trừ 3 nè với con 4 này nè là. là hệ số của x với y đó trừ 3x cộng 4 y rồi quăng cái con đi qua đi à, à xin lỗi quăng cái con đi qua xuống chứ trừ 24 à đây 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 quăng này xuống đây đây, trừ 2, 4, nhân vô hướng, trừ 3, nhân với trừ 2 là 6. Đúng chưa? Tương tự, 4, nhân với 4 là 16, cộng 16. Hai đứa này cộng lại 22, đổi dấu thằng này là trừ 22, grab vào đây. xong, Đây là về. Ok? Đó, đó là về. Rồi chọn thôi trừ 3 x cộng 4 y trừ 2 oi đáp án nó là hệ số x là dương à, cho nên mình đổi dấu lại cái gì đâu 3 x trừ 4 y cộng 22 bằng 0 à, đổi dấu hết toàn bộ lại 3 trừ 4 cộng 22 đâu 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 vậy là cô xe rồi Xong ok yeah. ừ, đó là phương trình đường thẳng ừ, easy đó cơ bản đó rồi Tự luận, tự luận nào, tự luận nào Câu 13 À, tự luận nó có mấy câu là 4 câu 13 U 13, 4 câu nhỏ luôn Có giữ 14, 15 16 Ừ, ok Rồi, chiến nha Chiến nha Chiến tự luận nào Câu 13. À câu A gọi S là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 7. Ok. Từ các phần tử của tập S có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau? Đây. Vậy là tập S là gồm bao nhiêu số nào nhỉ? Những số tự nhiên nhỏ hơn 7. Vậy là chạy từ 0 lên đúng không? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhỏ hơn 7 nha, không có số 7 đâu rồi đó. đó từ bảy chữ số đó lập nên số à số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau ok đó easy thôi à, ví dụ gọi gọi à số có năm chữ số là a b c d e đấy ok năm chữ số đôi một khác nhau nhá a khác b khác c khác d khác e cả năm đứa đều khác nhau hết rồi vậy thì dễ thôi gì đâu bây giờ mình chọn Đúng không Chọn cái chọn uh, chữ số vào từng vị trí thôi Cái vị trí A này khá là quan trọng Cho nên chọn trước Vì sao vậy Con A nó phải khác không Học thấy chưa Con A nó bằng 0 một cái là 0, 1, 2, 3, 4, 5 Thì uh, cái thằng này nó trở thành là à, Khoảng 2, 4, à không không số 5 Có không con... Đúng rồi có 5 số rồi Đó, Thằng này nó trở thành là Số có 4 chữ số một tiêu rồi không được Đúng không à, A phải khác không Vậy cho nên A có mấy cách chọn 6 cách Đúng không A có 6 cách chọn Vì sao vậy Đơn giản thôi Nó khác không Đúng không phải khác không Trên đây nè 1,2,3,4,5,6,7 Đúng không 7 chữ số Bỏ con 0 ra còn 6 cách gì nữa Rồi tự tự Con B Con B có mấy cách 6 cách luôn Đúng chưa Cũng 6 cách luôn Vì sao vậy Tại vì con A nó khác con B Đúng không? À, trên đây 7 chữ số Đúng không? 7 chữ số Mình nó bỏ một chữ số đi rồi Cái chữ số đó vào con A á Ok không? À? Cho nên là còn 6 chữ số Đúng không? Thế thôi đơn giản 6 chữ số số cách Rồi C Tương tự 5 cách Vì sao vậy? Tại vì A nó khác B khác C Đúng chưa? C khác cả A và B luôn Vậy ở trên đây như đã nói Có 7 chữ số Bỏ đi hai chữ số rồi Tại vì mình đã chọn một chữ số vào B một chữ số vào A Thì mình bỏ đi hai chữ số gì đúng không 7 chữ số bỏ đi hai chữ số còn 5 chữ số Ok 5 chữ số 5 cách Tương tự D 4 cách Tại vì bỏ đi 3 số đúng không D khác A khác B khác C luôn Đó E 3 cách 3 cách Tại vì sao? E khác D, khác A, khác B và khác C luôn, đúng chưa? Đấy. Thằng này là gì? Quy tắc nhập. Đúng chưa? Rất là nhanh luôn nha. À, rất là nhanh luôn á. Quy tắc nhập. 6 bình 5 4 3. Tất cả bao nhiêu ta? Bập 2160. Uhm, số hả số ok rồi ok rồi đó là cách thứ nhất à, đó là cách thứ nhất cách thứ hai mình làm theo kiểu à, hoán vị trường hợp tổ hợp à, mình làm thế này ừ. Uhm, cách thứ hai nha cách hai rồi nhé mình có 5 vị trí đúng không? A B C D E 5 vị trí. À thì mình sẽ đi chọn trong 7 chữ số từ 0 đến 6. Chọn ra 5 chữ số. Sau đó đi xếp vào 5 vị trí A B C D E được không nhỉ? Thì sẽ được một cái số đúng không? Ví dụ như mình chọn à, uh, 5 số 6 5 4 3 2 đúng không? Chọn được 5 số. Thì khi mà mình xếp vào những đứa A B C D E thì mình sẽ, sẽ ra những cái, cái cái số mà mình cần tìm đúng không? Ví dụ 2 3 4 5 6 đó là một một chữ số một số năm chữ số khác nhau đôi một rồi hoặc là 4 3 à, uh, uh, 5 5 6 2 ví dụ vậy. Đấy, thấy à, không? Rõ ràng. Vậy mình sẽ chỉ chọn À, chọn nhá. Chọn. 5 chữ số. Và xếp vào 5 vị trí, đúng không? 5 vị trí. À, 5 vị trí A, B, C, D, E đấy. Thì rõ ràng, cái này là chọn. Rồi xếp. À, thấy không? Thấy không? Rất rõ ràng nhá. Chọn rồi xếp. Thì rõ ràng đó là trình hợp. À, hợp. A à, à 7.5 đúng không? Từ 0 đến 6 là à, 7 chữ số đúng không? Chọn trong 7 chữ số 5 chữ số ra, đấy. A 7.5 cặp. Ok. Rồi. Nhưng mà à, ngặt nỗi là khi mà mình chọn như vậy sẽ có trường hợp là gì vậy? Đụng con số 0. Đúng không? Đụng con số 0 thì thì, thì ví dụ như mình lỡ mình chọn 0 1 2 3 4 đúng không? Đó và khi mà mình xếp năm chữ số này nè thì ừ ok mình sẽ có xếp có thể xếp một không ba bốn hai được ok bình thường năm chữ số đôi mà khác nhau nhưng 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 sẽ có những lúc mình xếp số không đứng đầu một hai bốn ba ví dụ vậy đó nó ra cái số này mà cái số này là không được rồi đúng không cái số là không được rồi đấy cho nên mình cần phải đi lấy a 7 chập năm cách chọn đó, đó mình trừ đi những cái cách chọn những cách xếp có số không đứng đầu ok em nhỉ thì nó sẽ ra được ừ. những cái những cách chọn đúng những cách xếp đúng ok à rồi vậy mình cần đi tính đi tính cái này đi tính số số các số mà có số không đứng đầu ok em nhỉ à đi tính cái đó nha đi tính cái đó ừ. rồi rồi vậy là à, uh, mình sẽ tìm được số số có số không đứng đầu ví dụ như không à, a nào đâu no, còn a còn a sẽ là còn còn không rồi không b c d e đúng không rõ ràng đúng chưa có nghĩa là có số không đứng đầu rồi à vậy đơn giản đi chọn mình chỉ việc chọn thêm mấy chữ số thôi bốn chữ số thôi đúng không b c d e là bốn chữ số chọn bốn chữ số trong à chọn bốn số và xếp xếp bốn số đó vào bốn vị trí à ok Rất rõ ràng đúng không vậy là đúng là A đúng không tại vì sao vậy tại vì chọn xong rồi xếp đó là chỉnh hợp ừ, đó là chỉnh hợp a chập bốn chắc rồi đúng không tại vì chọn bốn số nhưng mà ở dưới là bao nhiêu sáu thôi ok không sáu thôi à sáu chập bốn vì sao vậy mình đã bỏ không đi rồi mình đâu chọn lại con không nữa đâu đúng không tại vì đôi một khác nhau mà sao rồi chọn nó không lại được nữa ok cho nên chỉ còn 6 rồi cắt và số các số có 5 chữ số đôi một khác nhau à mình sẽ lấy a 75 trừ a 64 bấm mấy thôi à, 7 nè con a mình sẽ bấm là dấu dấu nhân nha Đây. P, đúng không? A là P đó. A là P trong máy tính đó. 5 trừ, 6 P 4 bập60 2160 Ok chưa Đấy Số giống nhau nha không? hai cách Ok ừ, hai cách ừ. Mới đó có thể coi thử coi cái cách nào đó Nó thuận tiện với mình nhất Thì mình học được nha à, thầy á thì sự á là nếu như mà thầy làm bài này nhá thì thầy sẽ đâm đầu cách mà cách thứ nhất ừ, chọn a b c d e chọn từng con từng con một nó, chắc hơn nó chắc hơn còn à, cái cách thứ hai là mình cần phải tư duy một tí Đó, tư duy một tí à, thì có thể mình ừ, mình tiếp biết thêm cách thứ hai để mình rèn luyện cái tư duy của mình thôi ừ. nhưng mà nếu mà thầy thầy mà làm bài thì thầy sẽ chọn cách một để làm ok à Hai. Câu B Câu B Một hộp bánh Tết có 5 bánh nhân thập cận à, Và 3 bánh nhân đậu xanh Ok Rồi 5 thập cận và 3 đậu xanh Chú bộ đội Rồi lấy chú bộ đội luôn đó Muốn lấy bánh để phát tặng cho các em thiếu nhi Ok hỏi có bao nhiêu cách lấy ra ba bánh sao cho trong đó có ít nhất một bánh nhân đậu xanh ok Yeah không khó không khó này nhá bây giờ mình um, đặt mình vào chú bộ đội ok không? À, ví dụ như mình là chú bộ đội thì mình sẽ lấy thế nào ok bây giờ lấy sao cho nó ít nhất một bánh nhân đậu xanh vì uh, uh, vui vui thì chú uh, bộ đội chỉ lấy một bánh nhân đậu xanh thôi đúng không À, vậy là mình sẽ chọn một đậu xanh ừ một đậu xanh nhưng mà một đậu xanh thì chưa đủ đúng không nhỉ việc của mình là lấy ba bánh lực vậy là tự hiểu hai đứa kia phải là thập cẩm đúng không hai thập cẩm ok chưa à, chọn một đậu xanh và hai thập cẩm là đủ ba bánh đúng không rồi nhưng mà bây giờ chú đội không thích nha à, chú đội thích là bây giờ ừ bây giờ ừ, tao thích đậu xanh Ừ, đậu xanh nó ngon à, ngon hơn thập cẩm à, cho nên bây giờ bố là bố thích hai cái đậu xanh cơ à vậy trường hợp thứ hai là đi chọn hai đậu xanh tự hiểu con còn lại phải là thập cẩm một thập cẩm đấy à, ok chưa yeah. ừ. rồi nhưng mà bữa đó chú bộ đội lại buồn nữa à bữa đó buồn buồn miệng lại thích ăn đậu xanh hết à, à chú bộ đội thích ăn đậu xanh hết luôn à, ok vậy cho nên lại có một cái trường hợp khác 3 đậu xanh luôn Đấy ok chưa à, đủ chưa đủ các trường hợp chưa online chưa rồi bây giờ làm nhé chọn một đậu xanh trong 3 đậu xanh C3.1 chọn hai thập cẩm trong 5 thập cẩm c5.2 Tất nhiên đây là quy tắc nhân có đúng không quy tắc nhân Tại vì sao chọn ba bánh mà đúng không bây giờ mình bỏ uh, hai cái con thập cẩm này đi thì làm sao mà đủ ba bán được đúng không cho nên không thể nào bỏ đi bỏ đi bất kỳ một bước nào hết cho nên quy tắc nhanh tương tự như vậy chọn hai đậu xanh c 3 chập 2 chọn một thập cẩm là c 5 chập 1 là cắt tương tự chọn ba đậu xanh thôi là c 3 chập 3 cắt đó à, tất nhiên tại vì đấy là các trường hợp à, mỗi thằng này là các trường hợp này ok em nhỉ cho nên dùng quy tắc okay. C31, C52, C32, C51, cộng ok c 31 c 52 c 32 nhân c 51 cộng c 33 hãy bấm mấy cái rụp là ra 46 mươi sao ok con chưa đấy. đấy là cách một ừ cách thứ nhất rồi cách thứ hai cách thứ hai mình sẽ đi làm kiểu phần bù ok em nhỉ đi làm phần bù phần bù là sao rồi nghĩa là trong hằng hà đa số các cách chọn tùy ý ok không nhỉ tùy ý tùy ý là sao ba bắn muốn chọn bắn nào cũng được đó muốn vô tư không có điều kiện điều kiện gì đó có nghĩa là tất cả tám bắn đúng không năm thập cộng với ba đậu xanh là tám bắn chọn ra ba bắn à tùy ý muốn chọn gì chọn ok à thì 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 à, mình sẽ chia làm hai nhóm nhóm đầu tiên nhóm đầu tiên là ít nhất một bắn đậu xanh ok ừ. ít nhất một đậu xanh ok không nhóm thứ hai là gì nhóm thứ hai là không phải ít nhất một đậu xanh <laughs> nghĩa là nó có cái nhóm còn lại à cái nhóm còn lại nghĩa là cái nhóm đằng sau cái nhóm thứ hai sẽ là cái nhóm phủ định của cái nhóm thứ nhất ok không nhỉ à vậy thì phủ định ít nhất một đậu xanh là sao à nghĩa là không có đậu xanh nào hết đúng không không có đậu xanh nào hết vì sao vậy ít nhất một đậu xanh nghĩa là à, một đậu xanh hoặc hai đậu xanh hoặc ba đậu xanh đúng không là hết đáp đúng không nghĩa là số bánh đậu xanh số bánh đậu xanh nó lớn hơn hoặc bằng một đấy từ cái này mình phủ định này à, à phủ định này dễ nhất này phủ định cái này thì rõ ràng chính là à, đậu xanh nó nhỏ hơn một Phải thấy không à, thì lớn hơn một bằng phủ định là nhỏ hơn mà đậu xanh mà nhỏ một nghĩa là không có bắt đậu xanh luôn được chưa? bên đây sẽ là không có đậu xanh luôn đấy cho nên mình muốn đi tìm cái thằng ít nhất một đậu xanh chứ gì thì thôi mình tìm nguyên một con tùy ý nghĩa là tìm số cách chọn ba cái bánh tùy ý rồi đem trừ cho số cách chọn ba cái bánh mà không có đậu xanh thì sẽ ra số cách chọn ít nhất một đậu xanh ok à, đó là cách làm phần bù à, làm nhá làm coi để coi nó có ra 46 mươi sáu không ừ. rồi như đã nói đầu tiên đi tìm các cách chọn tùy ý à, chọn ba bánh tùy ý ừ. Rồi Thì rõ ràng là như đã nói Có 8 cái bánh Đúng không? 5 thập cẩm 3 đậu xanh Chọn 3 C83 Cắt Hãy tương tự Đi chọn 3 cái bánh Mà không có đậu xanh Không có đậu xanh nghĩa là sao? Tất cả cả 3 cái bánh đều thập cẩm hết Đúng không? Chọn 3 cái bánh thập cẩm hết Đó Thì rõ ràng là C5 Đúng không? Chọn 3 cái bánh trong 5 cái bánh thập cẩm Rồi Vậy mình sẽ được cái số cách chọn Ít nhất 1 bánh đậu xanh Chính là lấy C83 Cho tùy ấy Trừ cho C53 cho thập cẩm Bấm mấy hồi 8 C3 Trừ 5 C3 bóp 46 cách ngon lành Cảnh đào luôn khá ngon lành nha sao không? ok muốn làm cách nào cũng được hết ngon à, muốn làm cách nào cũng được hết vậy có một cái uh, câu hỏi đặt ra ok bây giờ vậy khi nào làm phần bù nhỉ khi nào thì mình mới nghĩ đến việc là mình làm phần bù làm cái cái kiểu mà phụ định như thế đúng không mình phụ định cái đề lại xong rồi mình lấy cái số cách chọn tổng à, tùy ý á trừ cho cái phụ định đó nó sẽ ra số cách chọn của cái đề khi nào mình làm phần bù đơn giản thôi khi mà đi làm cách thứ nhất có nghĩa là mình liệt kê các trường hợp mà nhiều trường hợp quá liệt kê không nổi ừ, thì sẽ làm phần bù à, ví dụ như khoảng thì kê hồi mà ra được 6-7 trường hợp là mình thấy hơi ngán ngán này đó ừ, vậy là hơi nhiều đấy nha thầy tá à, hơi nhiều thì xoay qua làm phần bù à, ok chứ nhỉ à, nhưng mà phải nói một cái là không phải bài nào cũng làm phần bù được, à, tại vì cái không phải là à, lúc nào phụ định cũng dễ hết, đúng không? Có khi mình phụ định đó nhưng mà nó lại ra, nó không có ra, nó 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 khó, nó khó tìm á, nó khó tìm cái phụ định đó, à, cho nên là cũng không phải lúc nào cũng làm phần bù hết, ok? Cách nào thuận tiện nhất thì làm, <laughs> ok? Cách nào thuận tiện nhất là cứ làm, à. rồi xe Rồi ok cô xe nhé. Từ các số 2 3 4 5 6 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số cuối lớn hơn tổng của 3 chữ số đầu 3 đơn vị. <laughs> à, 6 số tự nhiên à xin lỗi, số tự nhiên 6 chữ số khác nhau dễ rồi. Đúng chưa? Căng là căng cái dụ mà tổng của ba chữ số đầu và ba chữ số cuối kém nhau ba đơn vị ví dụ như ví dụ số nào ta hai ba bảy bốn năm sáu thằng này tổng ba đứa này là 12 hai tổng của ba đứa này là bao nhiêu 15 lăm đấy ba chữ số cuối lớn hơn ba chữ số đầu ba như vậy ok không rõ ràng đó ví dụ một số như vậy đó thấy không rồi làm thế nào <laughs> ừ. ok vậy là mình sẽ có thứ gì đây nhá thứ nhất là mình có tổng của ba chữ số đầu và ba chữ số cuối luôn Ừ. mình có tổng của 3 chữ số đầu và 3 chữ số cuối là gì vậy thì rõ ràng là chính là tổng của 6 chữ số từ 2 đến 7 đúng không rõ ràng đúng không 2 cộng 3

3 chữ số cuối hơn 3 chữ số đầu bài như vậy nghĩa là hiệu đó là hiệu nhé ừ, hiệu hiệu của cái tổng 3 chữ số cuối và 3 chữ số đầu à, tổng 3 chữ số đầu là mấy là 3 đúng không là 3 cho nên đơn giản thôi. Mình sẽ có tổng của ba chữ số đầu là 12. Đúng không? Phán tổng ba chữ số đầu là bằng 12. Ok không? 12 nó đâu ra vậy? À này nhá, nghe nhá. Thế thì ba chữ số đầu tổng ba chữ số đầu cộng với lại tổng ba chữ số cuối là như là mình đã tính là 27 đúng không? Mà đề là nói hiệu ba chữ số cuối và ba chữ số đầu à, nghĩa là lấy tổng ba chữ số cuối trừ đi tổng ba chữ số đầu Đấy. thì nó sẽ bằng 3 đúng chưa? Từ đó bấm cái hệ đó đúng không? Đó, bên dưới chỉ là cái hệ, bên nhà chỉ là cái hệ là cái hệ phương trình này. Đâu Ok đầu nè à, một nè một nè 1 nè 27 nè đúng yeah. chưa à, không trừ trừ một đầu nè à, đầu cuối là cộng 1 nè và ba bậc đáy à, x bằng 12 nó là cái cái đầu á tổng ba chữ số đầu là 12 ok à, tất nhiên tổng ba chữ số cuối là 15 nữa. à, rồi mà nếu mà tổng ba chữ số đầu 12 thì có bao nhiêu bộ có bao nhiêu bộ số nhỉ không? một bộ nè đây 237 <laughs> không? Vậy là mình sẽ có các bộ số à, à, 3 chữ số đầu à, 3 chữ số đầu Chính là 2, 3, 7 Nhiều nữa 12 nha 12 nha 12 là 4, 6, 2 Đúng không? 2, 4, 6 Còn ông ta 12 34 đi 347 7775 là 12 à, 345 đúng không 345 Đấy, ok chưa? À, 12 cộng lại là 12 nha. Yeah. Rồi. Thế thì đã coi rồi. Bây giờ mình xét từng bộ số 1 đi ha. À, nếu như xét bộ số đầu tiên 2 3 7 thì mình sẽ có 3 giai thừa cách xếp ba chữ số 237 vào ba vị trí đầu tiên đúng không à, ví dụ như là a b c d e f đấy thì ra vị trí vị đầu tiên à, xếp 237 vào ba vị trí đầu tiên ok đó là ba giờ thừa đúng không ba giờ thừa cắt ba giải thừa cắt ok chưa yeah. rồi tiếp tục ba vị trí tiếp theo thì tất nhiên rồi ví dụ như là ba à, vị trí đầu tiên là 237 thì thì chắc chắn một trăm luôn ba vị trí tiếp theo là ba à, vị trí cuối là gì là 4 là 5 là 6. Đúng không? Là 4 5 6. Và nó cũng vậy luôn Có 3 chữ số xếp vào 3 vị trí là 3 giai thừa. Ok em nhỉ? Đó là hoàn vị. Đấy, lại 3 giai thừa. À, quy đắc nhân. Đúng không? Tại vì mình 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 xếp mà đúng không? Mình xếp là thứ nhất, thứ hai là gì? Mình đấu thể nào mà bỏ được ba số đầu hoặc ba số cuối đâu, không bỏ được cái gì hết. Nhanh chắc. Đấy, ok chưa? Ừ, à đó là cái bộ số đầu tiên đúng không bộ số đầu tiên hai mươi bảy đấy ba dây thừa cách ở đằng trước là gì là xếp ba chữ số vào ba vị trí đầu tiên ok ba dây thừa đằng sau là xếp ba chữ số vào ba vị trí ở đằng sau ok không nhỉ là ba chữ số cuối á à rồi ok cuối rất nhanh à rồi qua bộ số thứ hai này thì tất nhiên mình cũng có ba dây thừa nhân ba dây thừa cắt xếp chắc luôn không tư duy ý chén thôi đâu khác gì đâu qua bộ số thứ ba này thì cũng có ba sai thừa nhân ba sai thừa các sếp cho nên nếu như xem như đây là trường hợp thứ nhất đây là trường hợp thứ hai và đây là trường hợp thứ ba thì đơn giản thôi mình chỉ việc cộng hết toàn bộ lại à nghĩa là ba gia thừa nhân ba gia thừa cộng ba gia thừa nhân ba gia thừa cộng ba gia thừa nhân ba gia thừa hay nó khác đi nhân ba vô là sẽ ra số các số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau thoại đề được không nhỉ bấm máy hỏi 108 số ừ, 108 số Xong Ok Đó. À. Rồi Tiếp luôn Cụ đề luôn nhân dịp đầu năm mới quý mão hai bạn em và mình đi rút thẻ lấy may trong ống đựng thẻ có 2023 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 2023 hỏi có bao nhiêu khả năng nghĩa là có bao nhiêu cách đó, để hai bạn em và mình rút được mỗi người một tấm thẻ nghĩa là hai đứa sẽ rút hai tấm ok không mà tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ đó nhỏ hơn 2021. Thấy chưa? Rút sao rút cộng lại nhỏ hơn 2021 là được. Nếu như mà mình gọi hai thẻ an bình rút được là a với b đi. Gọi ừ. hai thẻ rút được là a và b thì giả à, dạ dụ như a bằng một đi ừ, một đứa rút được thẻ bằng một thì con b con b là bao nhiêu con b phải bao nhiêu mới thỏa đề thì rõ ràng con b á nó nằm ở trong cái tập hợp là gì từ hai hai được rồi đúng không thì hai cộng một bằng ba ba nhỏ hơn hai không hai đúng không tương tự ba vần 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 cho đến bao nhiêu nhỏ hơn 2021 thì chỉ đến 2019 thôi đồng ý không họ lý chưa tại vì sao vậy thì quá lắm 1 cộng 2019 là bằng 2020 đúng không vẫn nhỏ 2021 đúng không rồi vậy nghĩa là có bao nhiêu cách ta à có bao nhiêu cách chọn b từ 2 đến 2019 à, từ 1 đến 2019 là có 2019 cách bỏ đi số 1 đi thì còn 2018 cách thôi ok không à? Vậy mình sẽ có 2018 cách chọn B. À, khi ăn 1. Ok em nhỉ? À, tương tự như vậy. Nếu như A bằng 2. À, nghĩa là A có một cách chọn đó. Thì B là những đứa nào vậy? Ừ, B sẽ là 3, 4, cho đến 2018 thôi đúng chưa? À, vậy là bao nhiêu cách? Mình sẽ lấy 2018 mình trừ đi 3 rồi cộng thêm 1. À. Vậy là 2016 cách đúng không? 2016 cách. Rồi. Tương tự như vậy. Mình có khi a bằng 3 à, là ba cái đầu tiên ha. Thì B là những đứa nào? Thì từ 4 trở đi. Đúng không? 4 trở đi. 4 5 vân 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 cho đến bao nhiêu 2017 thôi đúng không 2017 thôi đấy rồi mình sẽ lấy 2017 trừ đi 4 rồi cộng 1 vô để ra được số cách chọn vậy là 2017 13 2014 đúng không 2014 cách đấy và bla 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 chọn A một hồi cho đến khi A nó bằng 2019 đúng không? Ồ, oh, khoan nha, 2019 điều 2019 bị lặp lại rồi. Chọn cho đến 1009 thôi. 1009 thôi. Thì con B của mình nó sẽ thuộc từ 10 10 vân vân cho đến 1011 nhá, 1011. Nghĩa là con B này chỉ có ồ oh, chỉ có hai cách chọn thôi. ồ oh, chỉ có hai cách chọn thôi. Đấy, ok chưa? Ừ. Đấy. Lại, tất nhiên tổng số cách. Tổng cách chọn chính là 2018 cộng 2016 cộng bla 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 cho đến cộng 2. Ok. Ừ. Thì thằng này dễ lắm. Có gì đó. <laughs> thằng này mình có thể bấm máy cũng được. Ừ. Bấm máy được. Mày bấm máy thế nào trời. 2. 2, 4, Cần ừ. bấm shift mai được mà. À, bấm shift mai được shift mà. Bấm shift mai. À, cái số hạng của mình á là 2468 vân 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 đến 2018. Nghĩa là à, sẽ số chẵn đúng không? Số chẵn sẽ là 2x. Đấy 2x. X chạy từ 1 đúng không? Khi x bằng 1 thì cái số hạng đầu tiên sẽ là 2 rõ ràng đúng không? Và số hạng cuối cùng sẽ là bao nhiêu? 1009 nha, yeah. À, tại vì sao vậy? 109 mà nhân vào đây, nhân 2 vô là 2018 đó là số hạng cuối cùng, đúng không? bập Ra ông ta. Ừ, tùy tùy mấy nha. Có mấy ra mấy không ra Ồ, oh, ok, ra rồi. 1 0 1 9 0 9 0. Uh -huh, cắt như thế xong Đấy, hay rồi Ok, Nào, ok chưa Bài quá hay <laughs> Bài quá hay Sẽ có câu hỏi đặt ra như thế này Chỗ này này u thầy ơi, lỡ Lỡ như mà uh, A chọn là 2 B chọn là một Sao không có vậy? <laughs> đó, đúng không? Đấy, chắc chắn luôn à, à Chắc chắn sẽ có bạn hỏi như thế à, Ủa tại sao A bằng 2 mà B không bằng một được Mà lại chạy lên từ bằng 3 Bằng 4 đó, Cũng giống như nha Ở dưới kia A bằng 3 Mà không con B nó không lấy 1, 2 được Đúng không? Thì, 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 Ủa, nếu mà B là 1, 2 Ví dụ B là 1 đi A bằng 3, B bằng 1 Thì cộng lại với bằng 4 nó vẫn nhỏ hơn 2031 mà Tại sao không lấy 1 với 2 À Câu trả lời là nó bị trùng mới được Nó bị trùng Này nhá, nó bị trùng cái trường hợp Cho nên mình phải chạy Chạy tới chứ không có chạy lùi Được không? Đây trùng là trùng là sao? Ví dụ chỗ này là A bằng 2 Chỗ này nha A bằng 2 Rồi mình lấy thêm B bằng 1 đi B bằng 1 B bằng 1 Thì nó sẽ bị trùng cái trường hợp ở trên A bằng 1 B bằng 2 Đúng không? Ngon Nó bị trùng nghĩa là sao? Hai thằng đó đều là lại rút được thẻ số 1 và thẻ số 2 Đúng không? Thực ra cái thực ra là cái, cái 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 cái, trường hợp đó chỉ có thể xảy ra một lần thôi làm sao có thể xảy ra hai lần được như vậy đúng không nha nó chỉ tính được một lần thôi cho nên mình sẽ tính tới chạy tới luôn đúng không a bằng một thì chạy từ hai cho đi A bằng 3 thì chạy từ 4 trở đi A bằng 5 thì chạy từ à, 6 trở đi là Chứ mình không có chạy lùi được không nha Không chạy lùi nha Ok chưa yeah. à, Đó là lý do tại sao Mình chỉ xét đến cái trường hợp là A bằng 1009 thôi Chứ mình đấu xét thêm 1010 đâu A bằng 1010 là tự nhiên là nó quay lùi về về trước rồi Không được à, Nó chung với đằng trước rồi Không được à, Chỉ xét tới đó rồi Được không vậy à, hay đấy hay một bài toán không tệ ừ hay rồi tiếp nha 14 14 khai triển nhị thức 2x cộng y tất cả mũ 5 thành đa thức và tìm hệ số của số hạng chứa x mũ 2 mũ 3 nào chơi nào ôn lại tí nhé cái nhị thức Newton đó, Cơ bản là A cộng B tất cả mũ N, khai triển sẽ là C, N chập 0, A mũ N, B mũ 0, cộng C, N chập 1, A mũ N chữ 1, dẹp mũ xuống, ha, B tăng mũ lên, 1, cộng C, N, chập 2, giảm mũ xuống nữa, A, N 2, tăng mũ B lên, B mũ 2, cộng bla bla bla, đến cuối cùng CN chập N. Con A nó giảm xuống một hồi thành mũ 0. Còn con B nó tăng một hồi thành mũ nở. Đấy, ok. Đó là khai triển dị thức Newton. Đó nha. Rồi, áp dụng như thế là khai triển nè. 2x y tất cả mũ nở bằng cn chập 0. 2x tất cả mũ... À, xin lỗi, không phải cn. Nó không nắm á. C5, mũ 5. Nhân với y mũ 0. À, số đầu tiên. Ok. Rồi. Số thứ hai cộng C5 1 2x tất cả mũ 4 y mũ 1. Ok. C5 2 2x tất cả mũ 3 y mũ 2. Còn đâu? 3 4 5 6 còn 3 cái lực, Cộng C5 3 2x tất cả mũ, mũ mấy? mũ 4 hả? À đâu mũ 2, mũ 2, y, mũ 3, à, cộng C5 chập 4, C5 chập 4, à, 2x tất cả mũ 1, y, mũ 4, ok, cộng C5 chập 5, 2x tất cả mũ 0, y mũ 5, đấy, rồi, rút gọn, rút gọn, C5 chập 0 là bằng 1, 2 mũ 5 vô, À, mũ 5 rồi đây, 2 mũ 5 là 32, à, rồi mũ 5 là x luôn, x mũ 5, y mũ 0 là bằng 1 rồi, khỏi, khỏi ghi, ok, cộng, à, c 5 1, c 5 chập 1 là bằng 5, rồi 2 mũ 4, ui, rồi, bấm máy đi, à, 80, 80, x mũ 4, y, Đúng không cộng,

à, chập, chập 3 chứ 40 40 x mũ 2 đó quăng mũ vào y mũ 3 rồi c54 mũ uh, 2 mũ 1 là bằng 2 rồi 4 đây bậc 10 cộng 10 x y mũ 4 cộng c55 à, c55 là bằng 5 À xin lỗi, C55 là 1 chứ Sorry 1 2 mũ 01 luôn. Vậy là còn mũ y mũ 5 thôi, đúng không? Y mũ 5. Xong. Đấy, thế là hoàn chỉnh xong. Ok. Rồi. Tìm hệ số có số hạng chứa x mũ 2 y mũ 3. Đó, à, thế thì phán thôi, đúng không? X mũ 2 y mũ 3. Đây. 40. Hết rồi, đúng không? Phản thôi. Vậy hệ số chứa x mũ 2 y mũ 3 là 40 à, hệ số nha mấy đứa nha hệ số thôi không có biến biết gì đó rồi thế xong easy game đúng yeah. chưa easy game 15 15 trong mặt phẳng OXY cho tam giác ABC với A 56 B 4 1 C 43 Câu A tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình hành. Easy game nha. Easy game. Đấy, ABCD là hình bình hành thì chắc chắn một điều rằng vector AB nó phải bằng vector DC. Đồng ý chưa? À? Ừ. ABCD là hình bình hành ừ, hình bình hành ghi tập nha Đấy, rồi thế thì đơn giản thôi khi hai vectơ bằng nhau thì hoàn bằng hoàn và tung bằng tung đúng chưa bây giờ mình chỉ việc đi tìm uh, tọa độ vectơ AB với tọa độ vectơ DC là xong. ok à, với với còn D là xy nha xy đi ha rồi AB AB vector AB là cái gì vậy lấy sau trừ trước lấy B trừ A B trừ A mình sẽ ra là à, 1 mấy nữa trừ 7 đúng chưa đó, đây trừ đấy rồi trừ 1 trừ 6 trừ 7 rồi vector DC vector DC chính là lấy C trừ D đúng không C trừ D vậy là 4 4 trừ X với lại 3 trừ y Đấy, easy game chưa ừ. Đó bây giờ mình cho hoàn bằng hoàn Tung bằng tung là xong phán, phán, Hoàn, hoàn đâu Hoàn đây, 1 4 trừ x à. Hoàn bằng hoàn Tung đâu Tung là trừ 7 Với là 3 trừ y à, Trừ 7 Bằng 3 trừ y Xong rồi tự nhiên mình sẽ tìm được x y chắc luôn X sẽ bằng mấy nhỉ? 3 Y bằng 3. Y bằng Y bằng 10 đúng không? Thế là ra được con D thôi. 3 10 xong. Ok game chưa? Ừ, uhm, easy easy, easy game, easy game nhá. Yeah. <laughs> Rồi. Tiếp luôn nha. B. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC tìm tọa độ điểm H. ok Vẽ hình sơ ok nhá đấy ok ok không? Ừ. Đi tìm tọa độ trực tâm H. Rồi. Bây giờ điểm H. Tọa độ là Xi. ok là ok 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 thì rõ ràng nếu mà mình mình trực tâm. tâm nghĩa là giao điểm của hai đường cao thì chắc chắn mình sẽ có vuông góc đúng không chắc chắn cho mình chậm mà nếu mà có vuông góc á thì chắc chắn sẽ có tích vô hướng bằng không ừ, mình lập ra những thứ như thế là được à, nào chơi nè vậy là mình sẽ có vector ah nhân với vector bc là bằng không chắc luôn đúng không ah vuông góc bc tương tự như vậy vector bh nhân vector AC bằng 0 xiền luôn. Dạ, yeah. à, với bây giờ đi tìm nhá. Vector AH, ui, con A là bao nhiêu vậy? Mình ghi đây nhá. A. A là trừ -56. B là trừ -4 chữ 1. và C là 43. Rồi, H AH lấy H trừ A nhé. X cộng 5, đúng không? Với Y 6. Lấy, lấy H chữ A. À, BH lấy H B. X cộng 4. Y cộng 1, đúng không? Rồi, BC. BC lấy C B. Lấy C B. 8 với 4, đúng chưa? Ừ uh -huh. AC lấy C trừ A 9 với lại trừ 3 nha yeah. rồi bây giờ quốc tích vô hướng vô hoàn nhân hoàn cộng tung nhân tung bằng 0 ừ. vậy mình sẽ có AH nhân BC AH đâu? AH đây, đây. hoàn nè nhân hoàn nè 8 x cộng 5 tung nhân tôm đúng không cộng với 4 y chữ 6 bằng 0 tương tự như vậy b h hoàn đây nhân hoàn đây 9 x cộng từ à, tung nhân tung tung đây tung đây Đó. À, 3 nhân y cộng 1 bằng 0 đấy easy rồi bấm nghiệm là xong đúng không nhân vô cũng gọn 8 x cộng 4 y 8 với 5 này là 40 nè 4 với trừ 6 này là 24 đúng không 40 mà trừ 24 là sẽ được uh, 16 nha cộng 16 bằng 0 tương tự dưới 9x 3y 9436 mà còn trừ 3 nữa là còn cộng 33 thôi rồi bấm máy đấy cây là xong quá ngon rồi trừ 3 với 2 ok vậy là tự nhiên mình sẽ ra được tọa độ trực tâm h trừ 3 2 xong hãy còn hát chưa rồi tiếp câu 16 luôn nha câu 16 cho mặt phẳng OXI 3 điểm A B C rồi câu A viết phương trình tham số của đường thẳng AB. Easy. Ừ. Đường thẳng AB rõ ràng đi qua điểm A trừ 63 và nhận vector AB là vector chỉ phương. Easy. Tại vì sao? Đơn giản thôi. Vector AB nó nằm trên đường AB luôn thì nó chỉ phương, đúng không? Vector chỉ phương U nó sẽ bằng vector AB là như vậy lấy b trừ a B trừ A là 6 Với trừ 4 Đúng không? Rồi Và từ đó mình sẽ viết được phương trình tham số Tham số nha Phương trình tham số của đường thẳng AB Chính là X Y Bằng Bằng À Nhắc lại một tí nhá Phương trình tham số nó có dạng X bằng X0 Cộng AT Y bằng Y0 Cộng BT Trong đó XI À, x0 y0 chứ chính là tọa độ điểm M đi qua ok và AB chính là tọa độ của vectơ chỉ phương ok nhà chỉ phương nha đó. bây giờ có hết rồi đã rồi thôi trừ 6 nè 3 nè đi qua cộng 6 t trừ 4 t xong oh, à, easy game easy game Bài nhá Câu B viết phương trình đường thẳng D đi qua C và vuông góc với đường thẳng AB. Quá dễ rồi. Đường thẳng D qua điểm C, điểm C là bao nhiêu đó nhỉ? À 32, điểm C là 32. Rồi. Vuông góc với đường thẳng AB. Úi giời. D mà vuông góc với AB thì rõ ràng con AB đó chính là vector phát tuyến của D Đúng không? D là có vector pháp tuyến N bằng đúng vector AB luôn Quá hay rồi Vector AB là nhiều AB 6 4 mới làm sao? Hay quá Hay quá 6 trừ 4 Vậy tự nhiên mình đã có pháp tuyến rồi Có điểm đi qua rồi Đi giờ đi viết phương trình thẳng D Đúng không? Phương trình thẳng D Chính là 6 này 6 với 4 này chính là hệ số xy 6x 4 đi đúng không? Rồi, quăng cái con đi qua xuống 32 đúng không? 3 đây, 2 đây nhân vô hướng. 3 nhân 6 là bằng 18. 2 nhân 4 là trừ 8. Kết quả thằng này ra 10 đúng không? Đổi dấu thằng này trừ 10 gắn vào đây là sao? Ra được đơn đề. Ok chưa? Ừ, đây là con đề. Nó lành, khá là lành rồi. Rồi C luôn Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng D 2x trừ y cộng 3 bằng 0 Sao cho vector MA cộng vector MB cộng vector MC Mô đun Nhỏ nhất Nhỏ nhất Ok Chơi nhé Bài này có hai thứ cần xử lý Thứ nhất M nằm trên đường thẳng D À Cái thứ này Hồi nãy thầy nói rồi đúng không Mình đã gặp một bài như vậy rồi Kỳ khi nào thấy một điểm nằm trên một đường Thì lúc nào cũng vậy hết Mình sẽ ghi tọa độ của cái điểm Theo cái đường đó à, Cụ thể là gì Ví dụ như à, Mình cho hoàn độ của M là M nhỏ đi ha M M nhỏ IM Thằng này nó nằm trên đường thẳng D 2X trừ Y Cộng 3 bằng 0 thì mình có quyền mình thế cái tọa độ vào đúng không vậy mình sẽ có hai m nhỏ đúng không m nhỏ chính là hoàn độ của x mà. à, hoàn độ của m mà đúng không trừ cho im cộng 3 bằng 0 ok à, vậy tự nhiên mình sẽ tìm được y bằng cách đá trừ y m sang bên phải mình sẽ được im bằng 2 m nhỏ cộng 3 Đấy rồi khi có hai m nhỏ cộng ba rồi quăng thằng này lên trên đây có nhiều mũi tên quá đấy ok chưa ừ. quăng lên mình sẽ có tọa độ của m là gì vậy m nhỏ 2 m cộng ba thấy chưa đấy không còn một ảnh thôi còn một ảnh m lúc nào cũng làm hết rồi sau khi xử lý được cái trò này xong đi qua trò này nhỏ nhất bây giờ đơn giản mình sẽ đi tìm ba vector sau mình cộng tụi nó lại xong ừ. mình tính module đun ok rồi làm nhá vector ma tìm vector ma nè vector ma lấy a trừ m à, điểm a là gì vậy chà điểm a là trừ sáu ba trừ sáu không trừ một rồi rất kỳ lại quá a trừ sáu b không trừ một và c là 32 hai Ok, MA lấy A trừ M nhé A trừ M là trừ 6 Trừ M, à trừ 6 trừ M Quá ngon Rồi tiếp tục à, 3 trừ 3 cho cái cục uh, tung độ này Là 2M 3 À vậy còn trừ 2M thôi, quá ngon Rồi tương tự Vector MB Oh my god, MB ừ. MB là bằng Lấy B trừ M Đúng không B trừ M 0 trừ m trừ m trừ 1 trừ 1 trừ 2 m trừ 3 Vậy trừ 1 với trừ 3 này trừ 4 trừ 4 trừ 2 m nó là mc mc bằng lấy c trừ m 3 trừ m này mấy nữa 2 trừ cho 2 m trừ 3 trừ 2 m trừ 1 đúng không đấy về tính mô đu nào Vector ma cộng vectơ mb cộng vector mc thì nó sẽ bằng lấy ba đứa cộng lại đúng không hoàn cộng hoàn cộng hoàn trừ m trừ m trừ m trừ 3 m trừ, 3M. trừ 6 với lại 3 là bằng trừ 3 một đứa đợi bên phải tung đổ vậy thôi trừ 2 m trừ 2 m trừ 2 m trừ 6 m đúng giờ rồi trừ 4 với lại trừ 1 là trừ 5 Đấy, làm chưa? Ừ. Bây giờ mình sẽ đi tìm mô đun của vector đó. Ừ, nhấn mô đun vô. M -A, cộng MB B cộng MC bằng hoàn bấn đúng không? 3 M à, à cộng 3 nhé. À, cái chỗ này nè mới đó. Cái thằng này bình phương lên mà có hai dấu trừ thì mình đổi dấu luôn. À, đổi thành cho hai dấu cộng luôn. 3M 3 m cộng 3 mình Đấy, làm như vậy cho nó sướng Tương tự như vậy, đằng gì đằng 6 cũng vậy Trừ 6M trừ 5 có hai dấu trừ Đổi dấu luôn Thành 6M cộng 5 luôn Đó bình Rồi, Cảm. À, bây giờ mình cần thằng đó nhỏ nhất Thằng đó nhỏ nhất thì dễ thôi chứ có gì đâu Đi khai triển ra xong là parabol À, là parabol, khai triển nha 9M bình, đúng không?

Rồi 18M với lại 60M Là cộng 78M 9 với lại cộng 25 Cộng 34 Đấy đây là module đồ À căn đó chứ nhỉ Căn nữa chứ Ok Rồi Nhỏ nhất chứ gì Vậy thôi Rồi, Lượng này lượng P đi ha Mình cần P min P min nhỏ nhất khi nào khi cái lượng 45 m bình cộng 78 m cộng 34 nó nhỏ nhất à rõ ràng đúng không p nó bằng cái canh đó mà ừ. và hàng ngày nhỏ nhất thì là dùng 34 đúng không dùng 34 mấy đứa có thể bấm 34 luôn à, bấm 34 nghĩa là bấm phương trình bậc 2 á 922 này, đúng không nhập vô 45 78 34 bụp bụp à, mấy cái nghiệp đằng trước kệ nó, không quan tâm không quan tâm này à, nè không giá trị nhỏ nhất x bằng trừ 13 phần 15 còn giá trị nhỏ nhất y à, y nó bằng 1 phần 5 đấy à, mình có thể phán thằng này bằng min bằng 1 phần 5 khi à, khi con m là con ẩn nó bằng bao nhiêu hồi nãy mới nói trừ 13 phần 15 xong. Đấy, không? Gọn gẽ. Nào, gọn cực gọn luôn. Rồi. Vậy khi vậy thì m nhỏ bằng -13/15 thì mình thế ngược lên trên đây. Chắc chắn sẽ tìm được điểm m, đúng không? Phản m là tọa độ m là -13/15. Rồi đằng sau thế thôi. 2m 3. 2 nhân chữ -13 phần 15 đúng không? Rồi cộng thêm 3 nữa. Bụp bụp 19 phần 15. Vậy là xong. Đúng không? Đề cần tìm M thì mình đã tìm được tọa độ M rồi, trừ 13 phần 15 với 19 phần 15. Đấy, thế là xong. Quá ngon. Ừ, các bạn như thế. Ngon làm chưa? À. Ok. Thế là xong à thế là mới ra đã kinh qua được đề thứ hai ôn giữa kỳ của toán 10 ừ. à, đề này ở ngoài hà nội à, thầy thấy đề này cũng ngon không phải là dở không phải là dở cũng rà được hết gần hết tất cả các à, phần trong chương trình của mình ừ. mới có thể à, in đề ra làm trước sau đó lên sửa bài à, như vậy tốt hơn nhé như vậy thì tốt hơn là à, mới cứ lên mà chị ngồi nghe thôi mà không làm à, thì nó sẽ à, cái độ thấm của mình á, à, mình tự làm trước cái độ thấm của mình sẽ ngon hơn, ok. Và nếu như bất kỳ một cái câu hỏi nào thì mấy đứa có thể đọ để lại dưới comment à, dưới video á, à, thầy sẽ giải đáp, ok. Ừ. Rồi, ok. Chúc mọi người học tốt nhé. Bye bye.